sợ ba. Muốn làm gì? Tự do muôn năm. Tự do muôn năm. Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng hứa thôi. Con bé. Để trôi đi mãi rồi một ngày. Người như vậy mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi ngẫm sang ngày. Còn nhậu bán rau tầm thường. Phải dạch bằng nó ra chứ bằng được. Bỗng chớp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết chuyện rằng trời như thế này mà chắc không dám nghĩ ra được. Những điều nhoi nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi. Nhưng mà tại sao tôi phải phục vụ cho cô? Bởi vì anh muốn một vị trí tốt hơn bây giờ. Thật ra cũng không phải là ông chủ, mà cũng là tại vì công động đó hết á. Hợp đồng. Bà rất tức giận về cả hai. Kể từ giờ phút này, bà không coi con là con của bà nữa. Mình ơi, mình sao vậy nè? Chuyện tới nước này rồi mà tụi con không định nói với người lớn sao? Mà muốn nói đến ai thì tác giả của nó chứ còn ai nữa. Hai tay phải thả lỏng ra. Đừng bao giờ có suy nghĩ chống đối lại tôi. Happy birthday to you. Sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhòi. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Tuấn Anh, chờ nội một chút. Dạ. Ôi, con định đưa Hành Trang đi làm bằng xe này hả? Dạ. Trời, nó bầu bì như vậy mà con để nó ngồi nhong nhỏng trên xe này hả? Lấy xe hơi mà đưa nó đi. Dạ. Anh Trang. Dạ. Cái này nè là để ăn trưa, nghe chưa? Dạ. Ăn cho no vào đó. Dạ. Còn cái này nè là sữa, con nhớ phải uống thường xuyên đó. Dạ. Ở nhà hàng thiếu gì đồ ăn mà nội phải chuẩn bị kỹ vậy? Những món này là có lợi cho thai nhi. Ủa, mà bữa nay con ăn cái gì mà cứ cằn nhằn hoài vậy? Nội, kẽm đi. Con nghe theo lời nội là được rồi. Con đi với nội. Nè Trang nè, con nhớ không được động tay động chân vào việc gì đâu nha. Chắc nội mà có làm sao, nội không để yên cho con đâu đó. Dạ. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành vậy á. Nè, cô đừng có làm quá nha. Anh nói ai làm quá? Tôi có động gì tới anh đâu. Chỉ vì cô mà nội tôi bắt tôi làm này làm nọ. Thật không thể chịu nổi. Không phải là tôi, mà là nó nè. Nó bắt đó. Cô nên nhớ, cô chỉ là người được tôi thuê theo hợp đồng thôi. Dạ thưa ông chủ. Như vậy bây giờ ông chủ có muốn sai bảo gì nữa không ạ? Cô đừng theo sát như vợ tôi vậy. Dạ thưa ông chủ. Ê, vợ của giám đốc hả bộ? Trời, tôi cũng đâu có biết đâu. Mà nhìn thấy quen quen ấy nha. Không biết gặp ở đâu rồi á. Nhìn kỹ chưa? Anh Trang. Anh Trang phải không? Dạ dạ. Anh xin lỗi chị Thắm. Anh Trang nè. Chị khỏe không? Chị thương quá đi. Trời ơi, đẹp quá vậy ta. Đẹp quá hả? Ủa chị, chị Năm tới chưa? Chị Thắm không những đẹp mà còn sang nữa. Lơ mơ gặp ngoài đường là không nhận ra luôn á. Anh Trang, anh Trang khỏe không? Dạ em khỏe. Hết bỏ rau rồi hả cưng? Dạ. Trời ơi, cô bé bán rau ngày nào giờ đẹp quá. Tại sao hồi đó mình không cua ta? Ước gì một ngày nào đó mình được đẹp như vậy. Tiếc quá. Nhưng mà giới không tới. Cao quá. Này, chị Nam đâu chị? Nam tới rồi. Nam đang sắp xếp công việc trong đó. Em vô thử coi. Dạ em vô gặp chị Nam trước. Ghét gì đâu quá trời ơi. Cưng quá đi. Chị Nam. Con nè. Anh Trang. Sao con lại đây vậy? Con nhớ chị Nam quá. Nhớ chị Nam hả? Lại đây ngồi đi con. Sao rồi? Con có khỏe không vậy? Dạ khỏe. Dì Năm, má con sao rồi? Còn Đức Long nữa. Con không có cơ hội về thăm nữa. Trời đất ơi, coi con gái kìa. Đi mới có một tuần á mà con làm như đi một năm vậy đó. Má con á đủ tiền uống thuốc, cho nên á má con khỏe lắm. Bữa nay bà đi lại chậm chậm được rồi đó. Còn thằng Đức Long á không có đòi bỏ học nữa, nó chậm đi học lắm. Con thấy không Hạnh Trang? Đồng tiền con kiếm ra thật là có ích. Con sống ở nhà Tuấn Anh sao? Sao con cười? Mắc cười lắm. Còn phá tùm lum hết trơn luôn. Chắc là đang nói xấu mình đi. Con phá quá đi. Con xinh đẹp, nghe điện thoại đi Hạnh Trang. Hạnh Trang xinh đẹp. Hạnh Trang xinh đẹp, nghe điện thoại đi Hạnh Trang. Alo. Cô làm gì mà chưa lên đây vậy? Gì vậy con? Anh ta gọi. Bực mình. Dì cho con gửi cái này ở đây nha. Con đi nha, con đi nha. Con đi nha con. Rồi cô sẽ biết tay tôi. Vào đi. Cô vừa đi vừa ngủ gật hay sao vậy? Tại anh biểu tôi không được đi chung với anh. Không đi chung nghĩa là cô xuống đó để nhiều chuyện đó à? Cô có nhớ lời nội tôi dặn không? Là cô phải ngồi yên một chỗ, không được đi lung tung. Nhớ chưa? Nhớ. Nếu tôi mà nói với nội tôi á là cô sẽ phải ở nhà. Thôi anh đừng nói. Giờ anh biểu gì tôi làm đó. Rót cho tôi ly trà. Anh còn biểu tôi làm gì nữa không? Bây giờ thì chưa. Đồ thiên khiết. Cô đứng lên. Cô không được ngồi đó. Vậy chứ tôi ngồi đâu? Qua đây. Lẹ lên. Qua đi. Cô đứng đi, nhìn vào cái màn hình này. Cái camera này hay quá ta, quay thấy hết trơn kìa. Nè, anh làm gì vậy? Anh biểu tôi qua đây coi, rồi làm nhanh vậy sao tôi coi được? Anh định hành hạ tôi hả? Anh đừng có ỷ thế mà ăn hiếp nha. Bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn cô đừng có làm phiền tôi nữa. Rồi. Trời ơi, nhìn cái mặt của cô yếu xìu như bánh tráng nhúng nước vậy. Làm sao mà tôi làm việc được? Quá đen rồi, hết dịch. Rồi, tôi sẽ tới liền. Gì vậy? Cái gì vậy? Tôi có việc, không về chung với cô được. Cô cầm tiền, kêu xe ôm về sau đi. Lát tôi về được không? Không được, nội tôi sẽ la tôi đó. Cô phải về liền. Nửa tiếng nữa tôi gọi điện về nhà để kiểm tra. Anh ta muốn hành hạ mình đi mà. Tự mình hành hạ mình chứ bộ. Vậy là có thêm 100.000 nữa rồi. La 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 la. Dạ bà ơi, món súp của cô Hạnh Trang á, bây giờ mình nêm mặn hay là nêm lạc ạ? Cứ để đó, lát nó về rồi hâm lại cho nóng. Dạ. Đi đâu giờ này còn chưa về không biết nữa. Về mà ăn cho đúng bữa. Nội, để con nghe. Alo. Cô làm gì mà thở như vừa đi đánh nhau vậy? Chắc vừa về đến nhà chứ gì? Tôi dạ, em về lâu rồi. Lát anh về sớm nghe. Cô đừng có mà qua mặt tôi. Dạ, bye anh nghe. Tuấn Anh đâu? Dạ, anh bận tiếp khách, sợ nội lo nên kêu con về sớm. Vậy con đi bằng gì về? Dạ con đi xe ôm. Ôi trời, cái thằng này ẩu quá thôi. Mà nội đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đang bầu bì như vậy mà con cứ chạy rầm rầm như vậy. Dạ, con xin ghi nhớ lời nội dặn. Thôi, lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Dạ. Chị Sen ơi. Dạ. Con mới về. Cầm giùm tôi. Dạ. Cái thằng Tuấn Anh này thiệt là... Trời nóng uống sữa đậu nành đã vậy ha. Nóng người lên đi. Chào bác. Chào cậu. Bác bán như mọi khi nghe bác. Như mọi khi nha. Rồi, có liền. Dạ tiền đi. Cảm ơn bác. Cảm ơn cậu. Dạ cảm ơn anh. À, Sen nè. Dạ. Đồ tôi đã ngủ chưa? Dạ, bà đang ở trong bếp á. Sao giờ này lại ở trong bếp? Nội. Con mua cho nội món nội thích nè. Đổ ra đi. Dạ. Nội đang làm gì vậy? Sen. Hả? Dạ. Sao lại để cho nội làm vậy? Dạ. Tại bà... nội muốn tự tay làm món này. Món gì vậy nội? Mà sao nội không dùng bếp ga? Đây là món gà tiềm thuốc bắc, rất bổ cho thai nhi. Phải nấu bếp này mới tốt đó con. Thôi nội ơi, nội đang bánh đi. Nè Sen, được rồi đó. Múc ra chén để bà mang lên cho Hạnh Trang. Dạ. Nội cứ ngồi ăn bánh đi, để con lên kêu cô ấy xuống. Dù sao thì cô ấy cũng là phận cháu. Không hiểu hôm nay ở nhà hàng Hạnh Trang nó có bị té không, nhưng nội thấy nó đi cà nhắc đó con. Thôi nội cứ ăn bánh đi, để con lên xem sao. Thôi bà uống sữa. Cô làm cái gì vậy? Có liên quan gì đến anh không? Cô đừng có nhõng nhẽo với nội tôi nữa. Nhìn mắc cười lắm. Nhõng nhẽo á hả? Anh đang nói gì vậy? Cả ngày hôm nay cô ngồi trong phòng tôi, vậy mà dám giả bộ khập khiễng. Tính để nội tôi thương tình hả? Cô có giỏi thì diễn lại đi. Cô nói thật đi, cô đã làm gì? Tôi bị trẹo chân. Trẹo chân? À, cô đã đi bộ về đúng không? Hết đường chối cãi nghe. Cô đã không nghe lời tôi, không dùng đến số tiền này, vậy bây giờ tôi sẽ tịch thu lại. Anh không được làm như vậy. Đây là tiền của tôi. Tôi đã đi bộ để tiết kiệm nó. Như vậy là cô đã vi phạm hợp đồng làm thêm ngoài giờ. Tôi càng phải tịch thu số tiền này. Anh. Còn bây giờ đi xuống, ăn món ăn của nội tôi nấu. Đừng để nội tôi phải mang lên. Nhanh lên. Đáng đời. Tôi không cần. Coi chừng té đó con. Dạ. Nè con, ngồi đi. Con đi cho nóng. Dạ. Dạ Tuấn Anh. Dạ thôi. Ăn cùng với nội nha. Con muốn ăn. Sao vậy? Nè, mai con nghỉ một hôm, đưa Hạnh Trang đi mua một ít đầm bầu và đồ dùng cá nhân nữa. Dạ. Dạ. Không cần đâu nội, hôm trước nội đưa con đi mua rồi mà. Hôm đó mua chưa đủ, vả lại cũng còn để cho người ngoài người ta nhìn vào nữa chứ. Dạ. Nội nói đúng ạ. Ngày mai con sẽ đưa Hạnh Trang đi. Xe đi. Ừ, xuống đây làm gì? Đi. Vô đây mắc lắm, mua đồ thường thôi. Với lại tôi đâu có bầu thiệt đâu. Mắc rẻ khỏi phải lo. Không nghe nội tôi nói à? Lựa đi. Rồi, đầm bầu mà cũng thời trang ghê ha. Dạ chào anh chị. Anh chị mua đồ bầu hả? Chị được mấy tháng rồi? Mỗi tháng cũng về 3 bộ. Cô cứ lấy từ giờ cho đến lúc sanh là được rồi. Dạ. Hả? Tôi chỉ cần 2-3 bộ thôi. Đó là chuyện của tôi, đừng quan tâm. Đi đại đi. Cô lấy hết cho tôi. Để em gói lên cho chị. Có nhiều cái to quá chừng làm sao tôi mặc được. Bộ cô không tính là cái bầu to thêm hả? Sau này á, cái bụng của cô to như vậy nè. To như vậy ai mà đụng giả được. Đó là việc của cô. Nhưng mà nó rớt. Sao mà cô rắc rối quá. Dạ, chị thật là hạnh phúc đó chị. Có mấy bà bầu được chồng dẫn đi mua sắm như vậy đâu. Dạ em gửi anh. Tất cả là 4,5 triệu đó anh. Đây, dạ, cảm ơn cô. Cái gì? 4,5 triệu hả? Mắc quá vậy. Trời ơi. Đừng có làm tôi mất mặt được không? Đi đi. 4. Bảo lên. Dạ xin chào anh chị. Dạ mời anh chị cứ xem tự nhiên. Ủa, trời ơi đẹp quá hả? Anh mua cho tôi hả? Không để tôi dẫn cô tới đây. Đi nhìn nè. Cô làm gì vậy? Tôi đang xem mình tỉnh hay mơ đó. Rõ ràng là tôi đang tỉnh phải không? Chị, lấy cho em coi cái này nè. Cái này nữa. Dạ mời chị xem. Đẹp không? Vậy, đẹp quá ha. Cô có đeo cái gì thì cũng vậy thôi. Cô tính tiền hết chỗ này cho tôi. Dạ anh ra ngoài thanh toán giùm em. Ủa Diệp, bồ làm sao vậy? Nhìn nhỏ kia giống nhỏ Hành Trang bạn mình ghê luôn á. Thôi đi Diệp, mình làm gì có những người bạn sang trọng như vậy, đừng có nhìn bậy nghe. Ha, nhỏ Hành Trang bạn mình nhà quê thấy mồ, chắc phải nhỏ này đâu, chắc giờ mình hoa mắt rồi. Mà là nhỏ Hành Trang thiệt mà ta. Wow. Tôi không biết anh có ý nghĩa giống tôi không chứ đồ bạc bây giờ làm tinh xảo quá à. Bóng loáng luôn. Đây là bạch kim đó cô. Bạch kim là gì? Hay là anh thấy tôi không biết rồi gạt tôi? Là vàng trắng. Là loại vàng mắc nhất đó cô à. Thiệt đó. Mấy cái này tôi thấy giống cái xi mạ rồi đổ đóng bán ở ngoài chợ á. Cô không tin hả? Cô không tin thì cứ bỏ tay ra ngoài đi. Một lát nữa không thấy bàn tay của cô đâu hết. Mới ngon kìa mày. Mày nguy hiểm thiệt á. Đúng là phong cách của người lần đầu có của. Anh đừng có chảnh mà coi thường người khác nha. Bao nhiêu tôi trả cho? Bằng 4 tháng lương của cô thôi. Thiệt không? Không tin à? Coi đi. Sao ạ? Dạ chào bác, mời bác vô. Dạ mời bác chọn món. Dạ mời bác uống trà. Em đây là trà đặc biệt của nhà hàng. Đây là những vị khách thân thiết của chị. Phục vụ tốt nha cưng. Dạ em xin phép nha. Em cứ đi đi. Anh thấy cái dự án đó làm sao rồi? Nâng ly đi. Dạ con chào bác. Bác tới dùng cơm mà. Kim Ngân à. Dạ. Bác có chuyện muốn nói với con về Phúc được không? Con... Bác chỉ muốn nói chuyện với con về Phúc thôi. Dạ. Vậy thôi con mời bác ra ngoài kia đi. Ở đây nói chuyện không tiện lắm bác à. Dạ mời bác. Có chuyện gì mà bác phải đến tận đây tìm con vậy? Có gì thì bác cứ gọi điện cho con là được rồi. Bác chỉ sợ là con không chịu đến. Sao bác lại nói như vậy? Ở địa vị con, bác cũng vậy thôi. Gia đình của bác mắc nợ con nhiều lắm. Thật sự con không thể ngờ một người nghiêm khắc như nội lại có thể để cho một cô gái không rõ nguồn gốc vô nhà mình sống như vậy được. Con sẵn sàng chấp nhận việc Tuấn Anh có một đứa con, nhưng con không thể chấp nhận được một cô gái không có một chút tư cách pháp nhân mà lại đến ở với Tuấn Anh như vậy. Bác cũng đã nói điều đó với nội, nhưng nội không muốn làm găng vì sợ ảnh hưởng đứa bé. Nếu nói như bác, như vậy là cô ta có quyền đuổi con ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Không ai dám làm điều đó. Bác không cho phép. Nhưng... con chỉ là khách. Tuy chưa là vợ Tuấn Anh, nhưng bác cũng đã coi con như là con cái trong nhà rồi. Hay là con là con nuôi của bác nha. Từ con nuôi tới con dâu có mấy đâu. Con không biết là con có thích hợp với vai trò này không nữa. Con có thể đến nhà bác lúc nào con muốn, và làm những điều con thích. Bà coi còn như Tuấn Anh vậy. Ủa, Sen chưa ngủ hả? Là nội đây. Nội, nội làm gì vậy? Nội đang nấu súp. Súp à? Đúng lúc con đang đói bụng. Nội làm cho Hạnh Trang, chứ không phải cho con đâu. Sao nội thiên vị cô ấy vậy? Hay, cái thằng này. Vợ con bay ăn mà bay cũng ganh tị à? Con biết, con cứ lấy chén này. Hay, để đây. Bây giờ thì đã hết nguyên liệu để nấu rồi. Con ăn tạm mì đi, mai nội làm cho. Bây giờ để nội mang lên cho nó. Nội à, để con mang lên cho. Nội đi nghỉ đi. Súp ngon quá. Nội. Nội. Cái thằng. Mất nết. Ăn tranh cả của con. Thôi được, nội xuống coi còn không. Nội muốn nốt cho. Dạ. Hạnh Trang, nội nói này nè. Dạ. Anh thấy đẹp không? Tôi chỉ thấy tiếc tiền. Anh nói gì? Cô dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ nội tôi. Hết sắm đồ rồi lại nấu món ăn bổ dưỡng. Để cô tưởng mình là thành viên chính thức trong gia đình này chứ. Tôi không thèm. Cô đừng quên, mối quan hệ giữa tôi và cô á chỉ là tạm bỡ nhất thời thôi. Tôi không thèm dụ dỗ nội anh. Tôi cũng chưa bao giờ mơ mình trở thành thành viên chính thức của gia đình này hết á. Vậy cô đang làm gì vậy? Ngồi đó ngắm nghía, hưởng thụ cái thành quả của cô có được đó hả? Anh đừng có mà xem thường tôi như vậy. Tất cả những chi phí mà bà nội chi cho tôi sẽ thanh toán cho anh. Tốt. Cô cứ liệt kê tất cả lại, tôi sẽ trừ vào lương tháng này của cô. Nè, tôi không thèm nữa. Không được trả lại. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục công việc này, cô nên nhớ lương tháng cô sẽ được 10 triệu đó. Mà còn được tha hồ ăn ngon mặc đẹp nữa. Cô nên hiểu, tôi cần cô và cô cũng cần công việc này. Cái gì cũng phải có ranh giới. Anh nói đúng. Cái gì cũng phải có ranh giới hết á. Đặc biệt là sự tôn trọng lẫn nhau. Anh đừng có coi thường người nghèo quá như vậy. Từ khi tôi đặt chân vô gia đình này, anh luôn xúc phạm tôi, ban phát cho tôi. Tôi nhịn anh và tôi tôn trọng bản hợp đồng thôi. Tôi biết nhà tôi nghèo. Tôi chỉ là một đứa nhà quê, đạp xe cọc cạch đi bán rau, nên mới có chuyện tôi chấp nhận bản hợp đồng hôn nhân này chứ bộ. Ở trường đại học bên Tây của anh đó, có dạy môn đạo đức không? Tôi nghĩ anh học môn đó tệ lắm. Những người giàu có đi học bên nước này nước nọ, chưa chắc gì họ đã biết yêu thương gia đình như chúng tôi đâu, cư xử có tình người như dân nghèo chúng tôi đâu. Thôi nha, nói có một câu, làm gì mà sổ ra cả tràng vậy? Ok, coi như tôi quá lời. Sorry. Nè, khuya rồi, cô vào trong mà ngủ đi. Tôi xin lỗi. Cô vào trong phòng ngủ đi. Chứ ngủ ở đây lỡ nội và ba tôi thấy là chết đó. Tôi muốn được nghỉ ngày hôm nay. Cô giận tôi à? Cô định đi đâu? Tôi muốn về thăm nhà. Cô không được phép. Anh dừng xe lại. Tôi muốn được về nhà. Nếu anh thích, anh có thể chấm dứt bản hợp đồng. Anh dừng xe lại. Tùy cô. Coi như là hôm nay tôi cho cô nghỉ phép. Đợi đã. Còn chuyện gì nữa? Anh quên là đã trả hết tiền tháng này cho tôi rồi à? Không, cô cầm tiền này mua quà cho mẹ cô và Đức Long giúp tôi. Rồi bắt tôi liệt kê ra hả? Sao cô thù dai vậy? Thôi cầm lấy đi. Cầm lấy đi. Nè, như đây là đủ rồi. Tôi sẽ về đúng giờ. tivi đẹp quá hả má? Thằng Long nó mới mua lúc nhận tiền con gửi đợt trước đó. Ủa? Con kêu nó mua lâu rồi mà má. Thì nó nói để dành lợp lại mái nhà trước. Bây giờ có mưa lớn mấy cũng không sợ dột nữa nha. Dạo này thằng Long biết lo quá má ha. Cả má nữa. Còn thấy mang về con vui lắm. Cũng nhờ con hết đó. Nếu không có tiền của con gửi về, má không uống thuốc đều đặn thì làm sao mau lại sức như vậy được má. Con đi làm có vất vả lắm không? Rồi con về nhà chơi được mấy bữa? Con đi làm có vất vả lắm không? Rồi con về nhà chơi được mấy bữa? Nè, má coi nè, má thấy không? Con còn mập ra nữa đó. Chị Hai về, nghỉ được mấy hôm? Thì chiều nay chị đi rồi. Đây không phải là số của anh. Luôn mơ một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Tôi muốn nói chuyện với cô. Em đưa tia nắng mặt trời lòng lạnh ánh mắt nụ cười làm anh thấy. Dạo này là bà chủ quay quá. Người ơi người có biết thế gian ngừng quay trong giây phút này. Thôi để nổi anh nói I love you. Kìa nổi bên nhau ngồi nhìn lên cao em thấy có một vì sao. Mình thì bên nhau dù đời qua mong sẽ mãi yêu đến bao giờ. Mình còn nhau qua dòng ngàn phong bao ta sẽ mãi mãi rời xa. Dù ngàn bước xa chuyện tiếp đối ta sẽ mãi mãi có nhau nhà. Quay vào đầu không? Cô làm gì mà mua cả đống sách vậy? Đồng đến xanh năm cũng chưa hết. Tôi biết khả năng của tôi.